Xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cơ thể bạn nói gì được phát sóng vào chiều thứ ba, thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, và ngày hôm nay là một chủ đề mà chúng tôi tin là quý vị các bạn rất quan tâm, đó chính là chủ đề liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung bướu. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng là trong những năm qua, những bệnh về ung bướu là một trong những vấn đề về sức khỏe được quan tâm hàng đầu. Theo rất nhiều số liệu thống kê cho thấy thì những bệnh nhân về ung bướu có tỷ lệ tử vong cao, đứng thứ hai trên thế giới chỉ sau những người mắc những bệnh lý về tim mạch. Và ở Việt Nam thì trong những năm qua, số lượng bệnh nhân mắc các bệnh về ung bướu không ngừng tăng lên theo thời gian. Và điều nguy hiểm là càng ngày thì độ tuổi càng trẻ hóa. Nguyên nhân thì có rất nhiều, có thể là do môi trường bị ô nhiễm, do thức ăn kém chất lượng, không an toàn, do chính chúng ta lạm dụng các chất kích thích, do rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến. Và có thể thấy rằng là chúng ta hiện nay đang tìm mọi cách để làm sao có thể phòng ngừa, điều trị những bệnh liên quan đến ung bướu. Và vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng chương trình hôm nay cũng sẽ thêm một lần nữa cung cấp thêm thông tin cho quý vị và các bạn. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các khách mời của chương trình hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Xin chào MC Thảo Vân và xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia. Và một vị khách mời nữa chúng tôi cũng xin được giới thiệu với quý vị, đó là chị Phạm Thị Thủy đến từ quận Cầu Giấy, Hà Nội. Xin chào Thảo Vân, chào bác sĩ, xin chào tất cả các quý vị khán giả. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn chuyên gia và khách mời đã đến với chương trình của chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị, và trước hết, ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự sau đây của chúng tôi. Bình thường mỗi giây trong cơ thể chúng ta đều có những tế bào mới được sinh ra và các tế bào già lỗi, tế bào lạ bị chết đi. Đây là quá trình chết tế bào theo phương trình apoptosis. Điều này tạo nên sự cân bằng giúp cơ thể phát triển khỏe mạnh. Tuy nhiên, khi chúng ta tiếp xúc với các tác nhân sinh ung bướu như viêm nhiễm kéo dài, hóa chất thực phẩm độc hại, ô nhiễm môi trường, bức xạ hạt nhân thì quá trình này sẽ bị rối loạn, cơ thể sẽ mất cân bằng giữa gốc tự do và chất chống oxy hóa, khiến tế bào bị tổn thương, mất năng lượng tế bào. Để đảm bảo các tế bào liên kết với nhau thì cần hệ thống thông tin giữa các tế bào. Những tế bào già lỗi, tế bào lạ xuất hiện sẽ bị hệ miễn dịch đến tiêu diệt. Nhưng nếu cơ thể thường xuyên tiếp xúc với các tác nhân trên thì sẽ khiến cho các tế bào bị mất năng lượng, mất thông tin liên lạc với nhau. Việc truyền thông tin về tế bào già lỗi, tế bào lạ không được thực hiện và những tế bào này không bị tiêu diệt. Khi cơ thể chỉ có tế bào sinh ra mà không có tế bào chết đi thì người ta gọi là quá trình tăng sinh tế bào. Sự tăng sinh tế bào không kiểm soát sẽ dẫn đến dị sản và loạn sản tế bào, hình thành tế bào ung bướu. Và đây chính là mầm mống hình thành khối u trong cơ thể. Sau khi theo dõi phóng sự vừa rồi thì quý vị đã thấy, đã hiểu hơn về quá trình hình thành những cái khối ung bướu trong cơ thể như nào rồi đúng không ạ? Câu hỏi đầu tiên trong chương trình hôm nay chúng tôi xin được ưu tiên cho khách mời chương trình. Xin mời chị Thủy, chị có điều gì muốn được nghe tư vấn của bác sĩ, chị có thể chia sẻ ạ? Thưa bác sĩ, năm nay tôi 45 tuổi. Cách đây một năm thì tôi có đi thăm khám và phát hiện là mình bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu. Tôi là một người ăn nghỉ, nói chung là rất theo khoa học, điều độ. Trước đây thì tôi cũng không có một cái bất thường gì về sức khỏe cả. Và tôi băn khoăn muốn hỏi bác sĩ là cái nguyên nhân của căn bệnh ung thư dạ dày cũng như là u bướu nói chung, và bác sĩ có thể cho biết là các cái triệu chứng sớm của căn bệnh này là gì ạ? Có những yếu tố mà nó liên quan đến ung thư, ví dụ như là nhiễm vi khuẩn HP là cái vi khuẩn mà gây viêm dạ dày và lâu ngày nó chuyển thành ung thư dạ dày. Nhiễm vi khuẩn HP nó có thể là do chúng ta ăn cái thực phẩm bên ngoài nó bị ô nhiễm con vi khuẩn này, và hoặc là chúng ta dùng chung bát đũa chẳng hạn, nó cũng có thể lây. Có khi không biết rằng mình có cái yếu tố di truyền trong gia đình, bố mẹ bị thì con cái cũng dễ nguy cơ là bị ung thư. Khi ung thư dạ dày thì nó sẽ biểu hiện bằng cái dấu hiệu là chúng ta tự dưng ăn xong cứ cảm thấy là đầy bụng, khó chịu và ăn không tiêu, rồi chúng ta lại cảm giác chán ăn, và chúng ta phải để ý rằng chúng ta có cái sút cân nhanh chóng, rồi thỉnh thoảng chúng ta có thể là bị tiêu chảy, bị táo bón. Hoặc cái giai đoạn nặng hơn thì những cái tế bào ung thư nó đã làm cho vỡ các mạch máu thì có khi lại buồn nôn rồi nôn ra máu, hoặc chúng ta đi ngoài phân đen, thì đấy là những cái dấu hiệu điển hình. Khi nghi ngờ thì chúng ta phải đến bệnh viện để chẩn đoán, thì bác sĩ chuyên ngành sẽ khẳng định rằng có hay không ạ. Vậy thì thưa bác sĩ, hiện nay chúng ta có những phương pháp điều trị ung bướu như thế nào và ưu nhược điểm của từng phương pháp đó ra sao ạ? Các phương pháp điều trị ung bướu thì trước hết là tôi cũng nhắc đến là phương pháp Tây y. Phương pháp
pháp Tây y thì chúng ta biết rằng trong đấy bao gồm phương pháp phẫu thuật, phương pháp hóa trị, phương pháp xạ trị, thì mỗi phương pháp nó cũng có ưu nhược điểm và nó có các cái giai đoạn chỉ định cho điều trị khác nhau. Ví dụ chúng ta thấy rằng phẫu thuật thì có thể giải quyết là cắt được khối u, nhưng mà đấy là khi khối u nó phải khu trú và nó chưa di căn thì chúng ta mới có thể giải quyết được. Phẫu thuật thì nó cũng lại cũng có những cái nhược điểm của phẫu thuật, ví dụ như là nhiễm khuẩn này, lâu lành vết thương, rồi sức khỏe của bệnh nhân suy sụp sau phẫu thuật. Hay điều trị hóa trị và xạ trị thì chúng ta biết rằng cũng là liệu pháp để làm cho khối u tế bào ung thư nó co gọn và để cho dễ dàng cho phẫu thuật, hoặc là chúng ta có thể duy trì sau khi phẫu thuật, ngăn ngừa cái di căn của tế bào ung thư. Nhưng mà trong hóa trị và xạ trị thì chúng ta biết rằng bệnh nhân cũng bị mệt mỏi rất là nhiều, sức khỏe cũng suy sụp nhiều, rồi buồn nôn, rồi chán ăn, và cái liệu trình nó cũng phải kéo dài. Nhiều người cũng sức khỏe không đủ sức để theo dõi hết khoảng độ 8 lần, 10 lần điều chỉnh của hóa trị, xạ trị như vậy thì cũng rất là khó khăn. Thế còn phương pháp đông y thì nhiều bà con cũng hướng đến, nhưng mà chúng ta biết rằng phương pháp đông y thì nó chỉ gọi là hỗ trợ phần nào, nâng cao thể trạng cho bệnh nhân, rồi giúp bệnh nhân ăn ngon, giải độc cho cơ thể. Khi mà chúng ta hóa trị hoặc xạ trị, phương pháp đông y nó cũng giúp nâng cao thể trạng và cũng giúp nâng cao miễn dịch, nhưng chúng ta phải có thời gian ạ. Và gần đây thì các nhà khoa học trên thế giới thì hướng đến là phương pháp miễn dịch trong điều trị ung thư, thì đây là một phương pháp tiên tiến kích hoạt cái hệ thống miễn dịch của cơ thể để mà chúng ta tiêu diệt tế bào ung thư. Hiện nay thì cũng đang được nghiên cứu và ứng dụng nhiều nước trên thế giới. Ở Việt Nam thì cũng đang được ứng dụng ạ. Cái liệu pháp miễn dịch là một trong những cái biện pháp rất là tối ưu để mà điều trị những bệnh về ung biếu. Vậy thì bác sĩ có thể chỉ ra những cái điểm khác biệt vượt trội của liệu pháp này như thế nào không ạ? Thì đây là một phương pháp mà chúng ta thấy nó lại hoàn toàn tự nhiên, dựa vào khả năng của cơ thể, và chúng ta thấy nó an toàn tuyệt đối và nó cũng có những cái hiệu quả nhất định. Phương pháp miễn dịch thì chúng ta hình dung đây là một cái hàng rào bảo vệ cơ thể. Hệ miễn dịch cơ thể chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta phát hiện được những cái tế bào lạ này, hay những con vi khuẩn, virus mà xâm nhập vào cơ thể, thì tế bào miễn dịch sẽ tự tìm đến để tiêu diệt các cái yếu tố lạ trong cơ thể. Thì chính cái tế bào ung thư cũng là một trong những tế bào lạ trong cơ thể, và hệ miễn dịch sẽ tìm diệt cái tế bào ung thư này. Miễn dịch khỏe mạnh thì còn giúp sản xuất các cái kháng thể và giúp nâng cao thể trạng cho bệnh nhân nói chung, và có sức khỏe tốt để mà không suy sụp khi mà bị ung thư ạ. Vâng, thưa bác sĩ, như vậy có thể nói là hệ miễn dịch là một cái hàng rào rất là quan trọng để bảo vệ cơ thể con người khỏi những cái tác nhân gây bệnh. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là vai trò của hệ miễn dịch trong ung biếu là như thế nào không ạ? Chúng ta biết rằng trong ung biếu thì vai trò của hệ miễn dịch cũng rất quan trọng, và khi đó chúng ta phải có một cái hệ miễn dịch khỏe mạnh. Hệ miễn dịch khỏe mạnh thì nó sẽ kích hoạt được các cái tế bào miễn dịch tự nhiên của cơ thể, tiêu diệt những cái yếu tố lạ như là tế bào ung thư. Thứ hai nữa là chúng ta biết rằng là các cái đại thực bào nó cũng được kích hoạt và nó tìm gặp các cái tế bào ung thư, chính là cái yếu tố lạ xâm nhập vào cơ thể thì sẽ tiêu diệt tế bào ung thư. Và hệ miễn dịch khỏe mạnh còn sản xuất các cái kháng thể giúp cho chúng ta là nâng cao cái sức khỏe nói chung của cơ thể và giúp cho cái thể trạng tốt, thì chúng ta cũng vượt qua được cái bệnh ung thư. Khi mà phát hiện ra là mình có bệnh thì tôi cũng tuân thủ theo y lệnh của bác sĩ một cách rất là nghiêm túc. Ngoài ra thì tôi cũng có sử dụng một số những cái phương pháp dân gian, ví dụ như là thuốc đông y. Thế nhưng mà sức khỏe thực sự là cũng không cải thiện được đáng kể. Sau mỗi một đợt điều trị thì cơ thể hết sức là mệt mỏi và xuống sức. Tiện đây tôi cũng muốn hỏi bác sĩ là với những cái bệnh nhân mà ung biếu như tôi ấy, thì phải có một cái chế độ dinh dưỡng hay là như thế nào để có thể nâng cao thể trạng, củng cố cái hệ miễn dịch trong cơ thể để có thể chống lại với cả bệnh tật một cách tốt nhất? Chúng ta biết rằng chế độ ăn cho bệnh nhân bị ung thư ấy, thực ra đây là một chế độ ăn bồi dưỡng. Ví dụ chúng ta thấy nó phải giàu năng lượng này, giàu đạm, giàu các vi chất dinh dưỡng thiết yếu, giàu các cái chất chống oxy hóa, làm cho tế bào cơ thể của chúng ta nó cũng khỏe mạnh hơn, trong đó có các tế bào miễn dịch. Và nhiều khi khó ăn thì chúng ta phải nấu cho nó phù hợp với khẩu vị của mình này, và chỉ chia nhỏ bữa ăn. Ví dụ bình thường khỏe mạnh thì chúng ta có thể ăn 3 bữa một ngày, nhưng với bệnh nhân ung thư thì chúng ta có thể chia nhỏ bữa ăn đến 4 bữa, 5 bữa hoặc 6 bữa một ngày, để mỗi bữa một chút thôi, nhưng chúng ta sẽ đủ chất dinh dưỡng hơn, và chúng ta cũng phải ăn cái khẩu phần nó đa dạng thực phẩm. Bên cạnh đó thì chị có thể bổ sung các cái sản phẩm rất là tốt cho cái nâng cao hệ miễn dịch của cơ thể.
Thưa quý vị, chúng ta đã hiểu hơn về cái vai trò của hệ miễn dịch đối với cơ thể con người, nhất là trong cái việc mà phòng chống ung bướu và điều trị ung bướu. Và trước khi đến với phần 2 thì chúng tôi xin mời quý vị cũng như các khách mời chương trình chúng ta cùng theo dõi một tình huống sau đây. Ôi trời ơi, chán quá rồi đấy. Uống chưa hết ly nước mà ngồi từ nãy giờ đếm phải đến trăm cái ngáp. Ôi trời, đang chán lắm ý. Chán đời. Đời không chán mình thì thôi, việc gì mình phải chán nó. Trời ơi, mấy tháng nay bà chị chồng bị u vú. Chị hôm trước mà chị em mình gặp đấy á. Thế là cứ phải vào viện chăm sóc đấy, ngày đêm đấy, cho nên là không thiếu ngủ, cho nên mới mệt mỏi, cho nên mới như thế này. Thế tình hình bệnh tật của chị như thế nào rồi? Sao tự nhiên lại ung thư vú nhở? Đang điều trị như thế mà người cứ gầy rộc đi, còn cái da bọc cái xương thôi. Bị ung thư thì không những là người mệt mỏi, tinh thần suy sụp. Đúng, gầy là đúng rồi, còn gì nữa. Ông anh họ em ngày xưa thì cũng bị, mặc dù thời gian đầu cũng mệt mỏi, gầy gò, suy sụp tinh thần lắm luôn. Xong sau đó thì cũng sử dụng sản phẩm, rồi tinh thần lạc quan, khỏe mạnh hơn. Bây giờ đi đứng bình thường, cứ như là chị em mình như này. Mặc dù đã trị xạ rồi, nhưng mà vẫn khỏe mạnh, vẫn ăn uống tốt. Có cái bí quyết gì? Chia sẻ đi. Em nghe thấy bảo ngoài việc uống thuốc và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ nhá, ông anh đấy còn bổ sung sản phẩm có các hoạt chất beta-glucan, fucoidan, cao sâm báo và nhiều các hoạt chất khác lắm để tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng. Nhờ đó mà khi xạ trị, sức khỏe của ông anh em ấy không hề bị kiệt quệ hay là đau đớn như trước đâu. Ôi trời, thế thì tốt quá. Trời ơi, tuyệt vời thật đấy. Chị sẽ gọi cho bác sĩ để hỏi xem là chị chồng của chị có dùng được cái sản phẩm này không. Chị cứ tư vấn xem sao, biết đâu lại tốt đấy chứ. Thôi uống nhanh lên. Nhanh lên để chị về chị làm việc nhá. Vâng. Uống nước đi chị. Trong tình huống vừa rồi thì chúng ta thấy các nhân vật cũng nhắc đến những thành phần mà như lúc nãy ở phần đầu bác sĩ cũng chia sẻ. Chúng ta thấy có những thành phần như beta-glucan hay là fucoidan hay là cao sâm báo có một cái tác dụng rất là tốt trong cái việc mà tăng cường hệ miễn dịch và điều trị. Vậy thì bác sĩ có thể phân tích rõ hơn nó có vai trò tác dụng thế nào ạ? Beta-glucan thì cũng đã được khoa học nghiên cứu rất là nhiều và người ta thấy rằng beta-glucan sẽ là yếu tố mà kích hoạt các cái tế bào miễn dịch của cơ thể, ví dụ như tăng cường các tế bào đại thực bào cũng như là tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, phòng ngừa bệnh nói chung cũng như là trong tế bào ung thư. Hay là fucoidan thì cũng đây là một cái chế phẩm mà chúng ta biết rằng nó được chiết xuất từ tảo lâu của rất nổi tiếng từ Nhật Bản và cũng được các nhà khoa học Nhật Bản nghiên cứu rất là nhiều. Fucoidan thì người ta thấy rằng khi sử dụng thì nó có tác dụng là tạo ra một cái màng bao bọc cái khối u của cơ thể và ngăn chặn làm cho cái mạch máu nuôi dưỡng cái tế bào khối u của cơ thể nó được chặn lại, làm cho cái khối u nó không phát triển, sẽ làm cho cái tế bào ung thư bị bỏ đói và bị tiêu diệt. Bên cạnh đó thì fucoidan cũng còn có tác dụng chung đối với sức khỏe, có đến 18 cái tác dụng khác nhau đối với sức khỏe. Bên cạnh dự phòng và hỗ trợ cho điều trị ung thư thì fucoidan còn được dùng trong bệnh nhân tiểu đường, bệnh nhân mỡ máu cao hay bệnh nhân có mà chức năng gan kém. Và chúng ta biết rằng cao sâm báo cũng được coi là một yếu tố hỗ trợ để giúp nâng cao miễn dịch chung cho cơ thể. Như vậy thì có thể thấy là từng thành phần thì có một cái vai trò tác dụng rất là lớn trong việc tăng cường hệ miễn dịch cũng như là điều trị ung bướu, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải kết hợp ba thành phần này với liều lượng như thế nào là tốt nhất và cơ chế tác động của bài thuốc này ra sao ạ, thưa bác sĩ? Chúng ta phải phối hợp và dùng ở cái mức cao thì mới có tác dụng, chứ còn chúng ta dùng lại ở cái mức thấp thì nó chưa đủ kích hoạt cái hệ miễn dịch của cơ thể. Ví dụ như là beta-glucan thì phải đến 1.000mg mỗi ngày, hay là fucoidan phải đến mức 1.000-1.500mg mỗi ngày thì mới tác dụng tốt. Chúng ta chọn fucoidan kết hợp với beta-glucan và cao sâm báo thì để tạo ra một cái hiệu quả vượt trội của hệ miễn dịch, đó là tăng cường các cái tế bào đại thực bào, tăng cường các cái tế bào diệt tự nhiên của cơ thể cũng như là tăng cường cái hệ miễn dịch chung của cơ thể để giúp cơ thể chúng ta khỏe mạnh và có thể tiêu diệt, góp phần tiêu diệt được các cái tế bào ung thư. Có một vị khán giả có gửi câu hỏi đến cho chương trình như thế này ạ. Thưa bác sĩ, tôi đang bị u xơ tử cung, tiền sử tôi bị bệnh đái tháo đường, vậy tôi có thể sử dụng các hoạt chất trên để điều trị u xơ tử cung và phòng bệnh tiến triển nhanh thành ung thư được không? Những đối tượng nào có thể áp dụng biện pháp miễn dịch này ạ?
Tôi nghĩ rằng bệnh nhân này bị u xơ tử cung thì tôi nghĩ rằng hoàn toàn có thể dùng cái sản phẩm mà kết hợp beta-glucan, fucodang và cao sâm báo để mà hỗ trợ nâng cao miễn dịch để ngăn ngừa sự hình thành khối u cũng rất là tốt. Và bệnh nhân này tiểu đường nữa thì tôi nghĩ rằng sản phẩm thì cũng rất là tốt cho bệnh nhân tiểu đường hay là mỡ máu cao. Bên cạnh đó thì tôi khuyên là bệnh nhân cũng phải kết hợp chế độ ăn chuyên biệt cho bệnh nhân tiểu đường nữa và chọn những thực phẩm mà hướng đến cho làm cho đường máu không cao nữa thì mới có thể duy trì sức khỏe được. Bên cạnh dự phòng phát triển ung thư thì sau điều trị, hóa trị hay xạ trị hay sau phẫu thuật thì chúng ta dùng duy trì để giúp nâng cao miễn dịch và dự phòng cái tái phát của tế bào ung thư cũng rất là tốt. Và bên cạnh đó thì fucodang còn được sử dụng cho nâng cao sức khỏe nói chung, tăng cường cái hệ miễn dịch. Rồi những bệnh nhân như tăng huyết áp, mỡ máu cao, tiểu đường hay những bệnh nhân mà chức năng gan kém thì hoàn toàn có thể dùng được. Thưa bác sĩ, hiện nay ở trên thị trường thì có rất là nhiều dòng sản phẩm fucodan. Trong đó thì tôi được biết đến cái nhãn hàng Ancan fucodan. Thì xin bác sĩ cho biết là nhãn hàng này có cái ưu điểm gì vượt trội so với cả các sản phẩm khác và tiêu chí đánh giá một sản phẩm tốt là gì? Nên chọn được cái sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được Bộ Y tế cho phép lưu hành trên thị trường, kích hoạt cái hệ hệ thống các cái tế bào diệt tự nhiên của cơ thể cũng như là tăng cường cái hệ miễn dịch chung của cơ thể. Trên thị trường thực ra thì có nhiều cái dạng khác nhau sử dụng cái sản phẩm là dạng bột và dạng nước thì nó ưu việt hơn. Thưa bác sĩ, có thể thấy rằng là cái liệu pháp miễn dịch được coi là bước tiến mới đột phá trong cái việc điều trị ung thư ung bướu hiện nay. Vậy thì với những cái người bệnh đang điều trị thì ngoài việc sử dụng các cái sản phẩm hỗ trợ này, họ cần phải lưu ý thêm những điều gì để có thể tăng cường tốt thêm hệ miễn dịch và đặc biệt là điều trị bệnh một cách hiệu quả và tốt hơn ạ? Vâng, với những bệnh nhân mà đang điều trị ung thư hay ngay cả dự phòng ung thư thì chúng ta biết rằng nhất là sau xạ trị, hóa trị thì bệnh nhân nó cũng chán ăn rồi suy kiệt rất nhiều ấy, thì tôi khuyên là chúng ta vẫn phải ăn một cái chế độ ăn bồi dưỡng, giàu năng lượng, giàu đạm, rồi chế biến mềm, lỏng cho dễ ăn, phù hợp với cái khẩu vị của mình và chia nhỏ bữa ăn đi thì chúng ta sẽ đáp ứng đủ cái nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị. Sống lạc quan thì là yếu tố mà giúp cái hệ miễn dịch tốt và giúp nâng cao thể trạng cho bệnh nhân. Liệu pháp tinh thần cũng rất quan trọng đúng không ạ? Kính thưa quý vị, trong một cái thời hạn rất là ngắn ngủi chương trình, chúng tôi cũng không thể chia sẻ với quý vị quá kỹ và cụ thể về sản phẩm cũng như về từng cái phương pháp điều trị được. Tuy nhiên, số hotline của chương trình luôn luôn sẵn sàng chờ đợi các cuộc gọi quý vị để có bất cứ vấn đề gì cần được tìm hiểu kỹ hơn, cần chia sẻ kỹ hơn, quý vị và các bạn có thể nhấc máy lên gọi tới chúng tôi để các chuyên gia của chương trình sẽ xin được chia sẻ thêm với quý vị. Cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian để theo dõi chương trình của chúng tôi và thứ ba, thứ sáu hàng tuần chương trình Cơ thể bạn nói gì luôn luôn sẵn sàng chờ đợi sự đón xem của quý vị và các bạn. Và bây giờ thì chúng tôi xin được kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau của chúng tôi. Nếu như trước đây mỗi đợt điều trị bệnh thì chị Thủy thường bị mệt mỏi, kiệt sức và sức khỏe lâu lâu mới có thể bình phục. Thế nhưng giờ cơ thể của chị đã hoàn toàn thay đổi, giai đoạn trước, trong và sau đợt điều trị đều khỏe giống nhau. Có được kết quả tốt như ngày hôm nay là nhờ việc bổ sung dinh dưỡng đúng cách giúp tăng cường hệ miễn dịch của chị luôn khỏe mạnh. Sau khi được các bác sĩ tư vấn thì tôi đã sử dụng sản phẩm có chứa các thành phần beta-glucan, fucodan và cao sâm báo. Sau một tháng sử dụng thì tôi thấy cơ thể khỏe hơn nhiều, không còn đau nhiều như trước nữa và cái hệ miễn dịch thì cũng tốt hơn. Hiện tại thì tôi vẫn duy trì sử dụng sản phẩm này và sau mỗi cái đợt điều trị thì tôi cảm thấy người không bị mệt mỏi, không bị kiệt sức như là trước, thậm chí là hồi phục sức khỏe rất là nhanh. Cái đợt kiểm tra sức khỏe gần đây nhất thì khối u của tôi không tăng kích thước và các chỉ số khác thì hết sức là khả quan. Song song với việc bổ sung dưỡng chất để tăng cường miễn dịch, chị còn kết hợp với chế độ dinh dưỡng và luyện tập thể lực hàng ngày phù hợp. Nhờ đó cuộc sống của chị đã không còn những cơn đau về thể xác và mệt mỏi về tinh thần, mà thay vào đó là những yêu thương, những nụ cười vui tươi khỏe mạnh.